tỷ phú nhường chồng cho Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân quản lý gia sản 1,4 tỷ USD. Theo truyền thông Hồng Kông, cuộc chiến tranh giành quyền lực và gia tài của gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sơn đã kết thúc. Ông vua sòng bạc qua đời vào năm 2020 và để lại khối tài sản ước tính 1,4 tỷ USD. Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tỷ phú Hà Hồng Sơn qua đời sau thời gian dài bệnh nặng, hưởng thọ 98. Hà Hồng Sơn là tỷ phú, doanh nhân nổi tiếng của châu Á. Ông là trùm ngành sòng bạc với bằng sáng chế trong lĩnh vực cờ bạc. Ngoài ra, ông còn hoạt động nhiều ngành công nghiệp như vận chuyển, bất động sản, khách sạn và giải trí. Trùm sòng bài Hà Hồng Sơn được coi là một trong những người giàu nhất châu Á trong nhiều thập kỷ, với tài sản cá nhân ước tính khoảng 50 tỷ SKD, 6,4 tỷ USD khi ông nghỉ hưu năm 2018. Tỷ phú họ Hà có 4 bà vợ và 17 người con, trong đó, người vợ đầu tiên và cô con gái lớn của ông đã qua đời. Theo tiết lộ của Hà Du Quân, con trai của Hà Hồng Sơn, gia tài của tỷ phú họ Hà đã được phân chia cho các bà vợ, con cháu trong gia tộc từ trước khi ông mất. Con dâu của ông là siêu mẫu nội y nổi tiếng Hề Mộng Giao. Năm 2021, hơn một năm sau ngày tỷ phú Hà Hồng Sơn qua đời, lễ an táng của doanh nhân giàu có đã diễn ra tại nghĩa trang với sự tham dự của các bà vợ và các con trai. Cháu và con dâu của Hà Hồng Sơn không có mặt tại sự kiện này. Tang lễ của tỷ phú họ Hà ước tính tiêu tốn khoảng 40 triệu USD, trong đó phí bảo quản thi thể kéo dài một năm ước tính khoảng 34 triệu USD. Nhiều tỷ phú và những ngôi sao giải trí hàng đầu xứ Hương Cảng như Thành Long, Uông Minh Thuyên, Tạ Hiền, Địch Ba Lạp đều tới viếng Hà Hồng Sơn. Cuộc chiến tài sản kéo dài gần 2 năm của gia tộc họ Hà. Sau khi Hà Hồng Sơn qua đời, gia tộc họ Hà đã bước vào cuộc chiến giành gia sản. Hà Siêu Hiền, con gái của cố tỷ phú với vợ cả, cháu trai Hà Siêu Hùng ngay lập tức lao vào cuộc chiến đòi quyền lợi. Điều này khiến gia tộc họ Hà bắt buộc phải hẹn nhau trên tòa để giải quyết tranh chấp tài chính. Sau đó, Hà Siêu Quỳnh, một trong những người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông, và đồng thời là cô con gái cưng tài giỏi của tỷ phú họ Hà cũng tham gia cuộc chiến pháp lý về tài sản của cha ruột. Hà Siêu Quỳnh là con gái lớn nhất của tỷ phú Hà Hồng Sơn với người vợ thứ hai. Ngày 21 tháng 4, tờ HK01 đưa tin tòa án Macau đã ra phán quyết vụ tranh chấp quyền thừa kế tài sản của cố tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sơn, sau gần 2 năm xét xử. Trong phiên xử, tòa bác đơn yêu cầu được thêm vào danh sách người có quyền kiểm soát tài sản của tỷ phú họ Hà từ Hà Siêu Hiền, em gái cùng cha khác mẹ của Hà Siêu Quỳnh. Cô bị 15 trên 18 người có quyền thừa kế phản đối. Theo đó, tòa phán quyết Hà Siêu Hiền không được can thiệp hay gây ra sự bất ổn đối với tài sản của người cha quá cố khi chưa có sự cho phép từ Hà Siêu Quỳnh và các thành viên khác trong gia đình. Theo HK01, Hà Siêu Quỳnh hiện thay tỷ phú Hà Hồng Sơn nắm quyền lực quản lý khối gia sản đồ sộ và sự nghiệp kinh doanh thành đạt của người cha đã mất. Hà Siêu Quỳnh, nữ tỷ phú tài giỏi nhưng bất hạnh trong tình yêu. Khi Hà Siêu Quỳnh chào đời, tỷ phú Hà Hồng Sơn rất yêu thương cô con gái này vì cho rằng bà mang lại vận may cho cả dòng tộc. Lúc tròn 16 tuổi, Hà Siêu Quỳnh được bố gửi sang Mỹ du học, nghiên cứu chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, ước mơ lớn nhất của Hà Siêu Quỳnh từng là trở thành một nghệ sĩ. Bà học tập tại đài truyền hình TVB Hồng Kông và nung nấu ý định gia nhập giới giải trí và trở thành diễn viên. Với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, bà được truyền thông gọi là Hoa hậu sòng bài. Thời gian học tập tại TVB, bà quen Trần Bách Cường, một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đình đám của làng giải trí Hồng Kông thập niên 80, hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cặp trai tài gái sắp được công chúng hết mực yêu thích. Tuy nhiên, mối tình đầu của bà chỉ kéo dài gần 8 năm do cha ruột Hà Hồng Sơn phản đối. Ông tìm cách ngăn cản con gái và bạn trai bởi Hà Hồng Sơn muốn lựa chọn cho con gái một người chồng môn đăng hộ đối. Ông cũng không muốn bà theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí mà tiếp quản công việc kinh doanh thành đạt của gia tộc. Cặp đôi trẻ đã chia tay trong giây dứt khi Hà Siêu Quỳnh được cha thu xếp kết hôn với Hứa Tấn Hanh, cháu trai của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu. Một năm sau khi bà kết hôn với Hứa Tấn Hanh, nam ca sĩ họ Trần rơi vào trầm cảm rồi qua đời khi uống thuốc pha với rượu. Khi biết Trần Bách Cường mất, Hà Siêu Quỳnh đã rất đau khổ và đến nay, đây vẫn là mối tình khiến bà day dứt nhất. Cuộc hôn nhân sắp đặt của Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh được xem như một thương vụ làm ăn giữa hai gia tộc giàu có đất Hương Cảng thời điểm đó. Tuy nhiên, vì cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu nên Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh không hạnh phúc. Họ tuyên bố ly hôn vào năm 2000 khi chưa có con sau 9 năm chung sống. Dù chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh từng ngầm đồng ý cho nhau tự do.
Hà Siêu Quỳnh thừa nhận, bà cảm thấy có lỗi với chồng cũ vì không thể sinh con và mang đến cho Hứa Tấn Hanh một gia đình đúng nghĩa. Sau khi ly hôn Hà Siêu Quỳnh, Hứa Tấn Hanh kết hôn với Hoa hậu Lý Gia Hân. Cuộc hôn nhân giữa Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông. Bởi thời điểm Hứa Tấn Hanh quyết định kết hôn với Lý Gia Hân, ông chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Hà Siêu Quỳnh. Với tính cách mạnh mẽ và bản lĩnh, Hà Siêu Quỳnh đã tuyên bố trước báo giới rằng bà sẽ tới dự đám cưới của chồng cũ và người vợ mới nếu được mời để chúc phúc cho hai người. Sau khi ly hôn, bà sống một mình, không sinh con, không tái hôn và tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp kinh doanh của gia tộc họ Hà. Tờ SCMP cho biết, năm 2020, Hà Siêu Quỳnh đứng thứ 23 trong danh sách 50 người giàu nhất Hồng Kông do tờ Phúc bình chọn. Nữ doanh nhân sinh năm 1962 là chủ tịch điều hành tập đoàn và giám đốc điều hành của Santac Holding, tập đoàn bất động sản, vận tải, khách sạn và đầu tư được niêm yết do Hà Hồng Sơn thành lập. Bà tập trung điều hành công việc kinh doanh và quản lý gia tộc họ Hà thay người cha nổi tiếng khi ông nằm trên giường bệnh. Bà được cho là đang nắm giữ khối tài sản hơn 269 triệu USD trong khối tài sản của người cha nổi tiếng. Hà Siêu Quỳnh từng trả 900 triệu SKD, hơn 2.600 tỷ đồng cho một biệt thự ở đường Gao Hiu ở The Peak của Hồng Kông. Đây là mức giá cao thứ hai kỷ lục với một bất động sản nhà ở tại châu Á. Truyền thông Hồng Kông gọi Hà Siêu Quỳnh là nữ tỷ phú số 1 Hồng Kông. Nói về sự nuôi dạy của người cha tỷ phú và người mẹ xinh đẹp, Hà Siêu Quỳnh cho biết, mẹ tôi luôn là người dạy dỗ tôi khi còn nhỏ, còn cha thì luôn đem lại sự vui vẻ cho chúng tôi.